Xin chào tất cả bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì Toán sẽ đi về cái chùa Vĩnh Thới của Bình Thuận để quay cho bạn xem về cái ngày 14 tháng 7. Thì ở chùa mình rất là nhiều đông, nhưng mà Toán ở Vĩnh Thuận quay lại cho bạn coi màu Vĩnh Thuận nha. Đây trước cửa chùa có anh này bán nhang nè. Đó. Anh Vĩnh bán nhang nè các bạn ơi. Nãy giờ bán được chữ không? À, chữ giờ 180 bó. 180 bó là được nhiều. Chắc có là có chịu 2 à. Ok. Vậy là ngon. Bán nhang này gần hết luôn các bạn ơi. Hết luôn rồi, còn mấy. Gần hết luôn nha. Thôi giờ mình đi vòng vòng rồi quay cho các bạn xem nữa. Dạ dạ đây là mày. Đi vô đây mày. Ở đây là rất nhiều gian hàng bán đồ luôn nha, có đồ chơi đó. Bây giờ mình vô đó mình chơi cái mình thử nghiệm cái chọi bóng cho bạn xem. Đây là mình đó. Bán đủ các đội nón nữa bạn ơi, đẹp đẹp không ạ? À? Có nón mà không có nóc nữa à. Có nón nào không có nóc à, đổ không được. Nó đợi thăm gắn được. À chứ kiều mà ở Cầm Hao lên đó bạn ơi. Không có nón của em rồi. Em chọn cái khác không có chọn nón rồi. Thôi mình đi vô đó mình chơi cái trò chơi là mình sẽ chọi banh cho các bạn xem. Kỹ thuật chọi banh mình là siêu đẳng. Ê cho banh chọi ơi em gái. Hả? Sao trái ai chọc quá? Chọi cho nó coi chú. Ủa rồi chọi anh chịch cho em quay phim cái à? 20.000 sao trái hả? Này các bạn ơi, giờ thử thách chọi 6 trái được nhiêu nha. Cầm giùm bảo. Cầm giùm chút đó. 1 2. Sắp lên đây em. Còn 2 trái lấy vốn rồi nha. Đây cái tài. Ba lại. Quá hay luôn, ba lô. Đổi lại đấy không? Rồi nó chơi vậy chơi nào cũng thua hỗ trợ chứ không được nào ăn chứ. Các anh em mình chia ra uống nha. Dạ bảo. Rồi. Cái chơi mình chơi cái này á mình chọi cái nào cũng không ăn đâu các bạn ơi. Chỉ 20 ngàn thì mình chọi cao lắm là được 3 lô như mình là ok rồi. Không ăn chơi chi chạy. Chơi cho biết rồi chứ không ăn nó nổi đâu. Cũng cá đông các bạn ơi. Mở cái nhà không? Quá trời bán đồ chơi luôn rồi. Mua đồ chơi cái gì cưng? Mày này có nói bán gì lộn rồi đấy. Đây là cái này được nè, mình đeo ngày xưa là mình về luôn à, không trả tiền là mình về luôn à. Bây giờ là quay phim là về luôn là bà biết bà kiếm tới nhà sẽ không chơi được. Rồi đi vô chùa kiếm món gì ăn quay với bạn coi nè. Trong này nhiều món ăn chay và độc đáo với cho mấy cái chị này cũng sướng. Rồi các bạn thấy mình đang ở đâu không? Bây giờ nghe quá trời không thấy luôn kìa. Đó bên đó kìa. Bên trong đó là mình sẽ đi vào bên trong khu chính điện chỗ để ăn cho bà con mình, để quay cho các bạn xem nữa. Đó. Ở đây thì có cô này bán nhang nữa nè. Đó. Qua đó là người ta sẽ đốt nhang rồi thắp nhang cho mẹ Nam Hải nha. Rồi mình tranh thủ ở đây là cái giếng nước này mình rửa tay cho bạn coi nè nha. Đây là có cái vòi nước để dành cho mà bà con mình đi ra tới đây đừng rửa tay nha. Mình tranh thủ rửa mặt luôn. Vuốt gì là tới luôn các bạn ơi. Cảm thấy sao bạn? Nó sảng khoái đó bạn ơi. Như cái mùi nhang rồi nó sảng khoái lắm. Thôi giờ đi vô kiếm gì ăn nè. Đó giờ đây mình kiếm cái đồ ăn chay mình lấy ra. Gặp chị Linh nè. Bé chị. Đó chị này ở kinh 14 nè. Biết ở đâu gặp cái Toán nè. Ờ cũng có tháng mới mua khía em nói vậy. Vô ăn chưa? Vô ăn chưa? Nãy em gặp Phước rồi. Bây giờ mình vô trong đó nghe. Dẫn bà con mình đi bên trong coi nè. Ở đây là mọi người vào phần cúng dường tam bảo để mà coi sự nghiệp là tình duyên rồi cầu tài tùm lum các bạn ơi.
này là sao cô bắt ghi tên đừng coi hả chú? Ghi tên đừng coi hả? Coi con không hiểu cái này chú giải thích cho con. Dạ còn cái này mình ghi làm gì? Cúng cầu an. Tên tuổi mình. Dạ. Cầu an chứ không có coi. Dạ. Ghi cho con luôn đi. Quê ngang đó. Nguyễn Văn Toán. Nguyễn Văn Toán. Bao nhiêu tuổi? 38. Rồi coi mình gửi tiền qua với con đây hoặc là quay lại coi hay là làm sao? Chị lấy luôn hả? Dạ. Con thì ra là như vậy các bạn ơi, hồi đó thì chưa đi chùa, vụ mà coi cái vụ mà cầu an ghi tên thì con cũng biết nha. Thì ghi cái tên đó rồi để cho sư phụ nữa, sau này sư phụ cầu an cho mình. Thì ra là như vậy thôi, không có gì hết trơn á. Không hiểu. Rồi bây giờ để mình chẳng mọi người vô trong đó để mà gặp những mấy anh mấy chị đang ăn uống chậm á, cũng có người quen nó tốt nữa. Đó. Vô đây nè. Cho đây mấy anh. Vô đây là nhà chùa sẽ đãi cho các bạn ăn là rau rồi lẩu nữa, rồi nhiều loại lắm. Đó. Vô quay này là bún mắm nè, bún mắm của chùa để mình nha. Gớ thằng con. Ủa gớ lại, ăn nữa không? Hả? Dạ em cũng giới thiệu chùa cho bà con mình xem chị ơi, trong nước và ngoài nữa. Rồi qua bên đây, bên đây. Có anh này anh Phước cả nhà. Bà bún mắm này. Trời, có vô. Sát sát vô em, sát sát vô em. Cận cảnh bún mắm rồi đó em. Đó. Hết rồi, em ăn hồi nãy em ăn chợt ở ngoài nó rồi. Thì có bánh tét mà bánh tét là nhân đậu. Để mình thử làm sao nha. Ăn chưa đụng ra. Để bánh tét chưa? Mà anh tới trễ quá không còn tiền hết. Là anh cũng hết luôn hả? Rồi mời cả nhà miếng bánh tét của chùa nha. Cái nếp nó dẻo mà cái độ thơm rất là thơm nha. Không biết cô làm gói nữa là cảm ơn ăn thịt cảm ơn mới được. Rồi mời cả nhà qua đó uống nước sâm. Qua đây là có nước sâm, nước sâm người ta sẽ đãi bên đây. Ăn nãy giờ mà tan quang. Tan. Cả nhà ăn xong rồi ra ngoài lại uống nước sâm của mình nha. Nước sâm này được có hai em này phát nước sâm miễn phí rồi, là uống rất là ngon. Anh đi nha. Mà cái nhà nước sâm của chùa Vĩnh Thới nha. Đúng không? Cái mùi nó thơm nhẹ, ngon lắm. Hy vọng là vô này may mắn, làm đi đi, ngon lắm. Anh Thương nè, anh Thương đó đi bắt gắn với mình, các bạn thấy không? À anh Thương, chào là anh May nè. Nãy là Caramel, nãy của mình luôn nha. Ngày mai anh em mình tiếp tục đi thăm bị gắn các bạn ơi. Rồi giờ ra ngoài để mà vô đây miễn mà chạy chỗ đốt nhang mà yếu yếu là ngọt mùi nhang chứ không phải giỡn đâu nha. Ngọt mùi nhang luôn á. Anh đi cầu duyên hay gì anh? Không phải rồi, không phải cầu duyên rồi, cái tên này cũng dữ. Nói chung là khi mình vô đây á, quay thì nhiều người cũng như là ngại cái caramel rồi cái đầu la mình nó nhìn mình quay bình thường hả, đâu có làm gì vậy đâu. Cô này bán vàng ở cửa chùa nè.
Bán nhẫn kim cương hộp sòn. À, thì bên trong này là có rất là nhiều người đang vào trong đây nha, để mình quay lại nè. Quay lại cho mọi người xem vậy cái người ta đi đến đây là ta đốt nhà chủ yếu. Vô đây là mình nói chuyện hơi nhỏ nha bạn, mình không nghe. Nói chung là chỗ này mình cũng không có quay nhiều nữa, mình quay xương cho mọi người xem rồi mình đi ra nha. Đây là chỗ tôm nhim, mình không muốn quay phim. Đó. Ở đây thì có một ông Phật nằm. Đó. Nhìn khá là đẹp nha. Trời, em bé này dễ thương quá trời luôn ha. Hey, hello. Sao con mới đi lần đầu hả vậy? Đi lâu chưa? Đi mấy lần rồi? Vui không? Thấy vui không? Vui. Ờ, đi với ai? Con đi với ai? Đi cha mẹ. Cha mẹ hả? Có ăn đậu trong chùa chưa? Chưa. Có ăn uống gì không? Đi ngoài ăn không vậy ta? Chú đi chùa hả chú? Đi chùa à? Cầu duyên hả gì? Chỉ cầu duyên hay cầu tài? Cầu tài. Cảm ơn em. Dạ. Cái gì? Thấy mặt là thấy có tài đó. Tài lắm à. Chàng trai đó cái gì? Hả? Tên gì? Chàng trai thăm tắm. Chàng trai miền Tây gì? Đây các bạn ơi, đây là trước cổng chùa thì người ta bán cà phê á. Mấy anh em mình cũng kiếm chỗ nào ngồi để mà uống cà phê, quay lại cho mọi người xem. Bên kia kìa. Ê, bán được không chứ? Bán nãy là được nhiều không? Mấy trăm bó rồi. 180 mà. Sao ông kia cũng 180 đi trang vậy luôn người ta? Qua đó đi. Ê, bạn Trầm á. À, TikTok của Ngọc Trầm nè. Shop thời trang. Còn nè bé Biểm hả? Kêu bé vậy? Hoài luôn á, chú hiểu. Đâu có hoài. Ốc thêm thêm mới đã. Ờ, đây là có cái anh này bán chả chiên. À, trứng chiên. Rồi chuối chiên. Ồ, quá, bán thấy ngon quá bạn ơi. Em để hộp này để hộp nữa thôi. Cậu bữa nay quay đi chiên. Cậu ơi, để ra ngoài tôi kêu về luôn rồi đó. Gấp gì con, tới khuya đâu mà, chùa đã tới khuya đâu mà. Đó, cái món này là chả chiên và bắp. Chú Tấu ơi. Hả? Cái là chiên cần tao phải lại mua thiệt. Thấy ngon. Chỉ mới lại là lá chiên. Ờ, một hồi quay cái chú này là ảnh là anh tặng chú ăn không hết luôn mà. Lại ủng hộ luôn, ủng hộ anh tôi đó. Anh tôi đó. Cái này là anh xịt nghe em rồi về để nói mà có em nào là khi ấy xịt không. Cái mùi rất là thơm các bạn ơi. Thì ở đâu là mình ở đây chùa để bán gì? Nhà lầu 2 bạn anh. Nhà lầu ấp nhà lầu hả? Dạ. Thì qua tới đây bán. Dạ. Ờ, hồi nãy giờ bán nhiều không? Đã cả đời đừng chịu chưa? Dạ chắc cũng được. Cũng gần gần rồi, xem. Gần xem xem. Ở đây thì mình bán mấy loại giá làm sao vậy? Dạ nó cũng nhiều loại anh, cái lớn thì nó tùy theo. Tùy. Tại vì anh đi quay YouTube á, nói chung là anh cũng chưa có tiền nhiều nữa, chưa ủng hộ được. Mình có thể giới thiệu cho bà con mình. 150 à. Đang review gì là 150.
rưỡi. Chai này giống của anh mà quấn bán cái gì? Quấn hoa hồng bán người ta. Dạ thì nó cũng nhiều loại. Cũng tương tự vậy nha. Dạ dạ. Rồi các bà con ủng hộ thì ghé đây ủng hộ tiếp hai chị gái dễ thương này nghe, ấp Nhà Lầu Bạc Liêu. Dạ, cảm ơn nha. Rồi, chào bye bye. Anh này bán mì chả nè, các bạn ơi thấy anh bán cũng khá là ngon, khách rất là đông nha. Bây giờ quay lại mà giới thiệu cho mà bà con mình về mì chả ở chùa. Anh bán mì chả không hả anh? Anh có bán trứng không? Có. Trứng anh đâu em không thấy? Mấy trứng, móc ra luôn. Không thấy trứng. Ba bán bánh mì trứng mà mình chưa thấy trứng. Mình thấy ăn trứng à. Thôi chạy đi uống cà phê đi cho nắm nơi. Ông dặn ông ngược chạy kịp á. Dạ qua qua. Bên anh bán cà phê hả? Giờ giữ xe rồi bán cà phê luôn nha. Anh đợi anh dắt em chủ em lạ nước lạ cái miết đường đi. Quậy nữa rồi. Rồi rồi. Rồi. Cái quậy gì uống cà phê với quậy chưa gì uống quậy gì? Chưa uống cà phê mà quậy. Giới thiệu với các bạn ở đây là một cái quán cháo trâu ở gần này bán hột vịt lộn mà. Rồi bên này bán bún cá nữa. Ồ, có đồ ngon nha. Chị ở đây mình bán bún cháo rồi có bán cà phê không chị? Rồi cho em hai ly cà phê. Ăn uống tại đây đi, có chỗ ngồi không? Uống cà phê gì? Hai ly cà phê đi, rồi ngồi có khách tim. Anh cho gì anh uống nấy em. Gạo mình bển hơn bên nào? Chỗ nào? Hỏi đó được không? Chỗ nào? Ngồi đúng đúng lẽ đi. Đi. Ba anh em đi uống rồi còn có hai anh em à. Còn thằng kia đi nè. Thằng kia bị gắn quấn này. Trời ơi trời. Nó bữa nay nó thăm mà. Bữa nay nó đi lên trên kia có mấy cái à. Nó ruộng về. Đi, đi.